Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ngô Anh Hèn mới đây cho biết, các tiêm kích F-35 của Mỹ đã tham gia cuộc xung đột tại Ukraine. Thông tin trên được tiết lộ khi Bộ trưởng đề cập các tiêm kích F-35 do Singapore mua của Mỹ. Ông cho biết Singapore đã tìm hiểu về loại máy bay này, F-35, từ năm 2004. Ông cho biết F-35 đã được không quân các nước điều động tham gia những sứ mệnh thực thụ, cũng là thử nghiệm sau cùng của bất cứ sự đánh giá nào, thử nghiệm sau cùng của bất cứ nền tảng chiến đấu nào. Ông nêu ví dụ về việc Mỹ và Anh đã sử dụng F-35 để tập kích thành công vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Trung Đông. Ông cho biết, gần đây hơn, Mỹ đã sử dụng máy bay F-35 của mình để định vị và xác định các địa điểm tên lửa đất đối không của các đơn vị Nga ở Ukraine, và thông tin này đã được chia sẻ với các nước NATO. Tuy nhiên, hãng Sputnik ngày 5 tháng 3 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ phủ nhận thông tin do ông Ngô Anh Hèn đưa ra về việc F-35 hoạt động ở Ukraine. Phát ngôn viên này, tôi có thể xác nhận rằng Mỹ không bay F-35 ở Ukraine. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập khả năng triển khai quân đội NATO trực tiếp đến Ukraine. Một bản ghi âm bị rò rỉ chứa nội dung một cuộc họp giữa các sĩ quan Đức bàn về cung cấp tên lửa và giúp Ukraine tấn công Nga cũng làm phức tạp thêm tình hình. Theo trang BulgarianMilitary.com, F-35 trang bị các tổ hợp radar, tác chiến điện tử và quang điện hiện đại có khả năng xác định và truy tìm các mục tiêu khác nhau trên một địa hình rộng lớn, đặc biệt là dò tìm các hệ thống phòng không của đối phương. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.